Cháu chào cả nhà. Thật ra thì cháu cũng không có biết trước là hôm nay gặp anh Đăng với lại các bác ở đây, rồi lại gặp được những người mà cháu đã rất thân quen mà đã ở nhà ăn cơm nhiều ngày là nhà bác Trung với nhà bác Lượng. Đã đến Oregon mấy lần đều ở nhà bác ăn cơm đấy, mà không biết là hai bác ngành hương đây. Năm vừa rồi đi giảng ở bên Seattle, rồi thấy chị đây với anh đây cứ ngồi ở ghế đầu tiên trong nhà thờ nghe hết mình giảng cả đến chục ngày. Mà anh thì người Mỹ đâu có hiểu hết tiếng Việt, mà anh nghe bữa nào có mặt từ rất sớm ngồi bên chị. Mới cảm ơn anh khen anh. Không ngờ cảm ơn anh khen anh xong cái được anh chị mời về nhà đánh chén một bữa. Anh ngồi cổ vũ. Đến đây là gặp cả anh năm ngoái, gặp anh Hiếu này ở bên đại hội gia đình. Các bác đi thăm bảo tàng Vatican chưa? Vừa mới đi bữa này xong các rồi. Bác có thăm nhà nguyện Sixtine chưa? Dạ có. Các bác đã thăm cái bức tranh to nhất, đẹp nhất ở đó là bức tranh ngày phán xét cuối cùng chưa? Dạ có. Các bác có nhìn lên bức tranh cái này có thấy ở dưới cùng bên tay phải có cái hình lạ không? Dạ không để ý cái đó. Có để ý không? Dạ không để ý cái đó. Các bác nhìn chưa kỹ rồi. Cái bức tranh ngày phán xét cuối cùng á, vẽ ở trên cái phía sau bàn thờ. Bức tranh đó rộng cỡ 200 m², trên đó có khoảng hơn 400 nhân vật. Một bên nữa là dòng người á đang đội màu sống dậy và nao nức lên thiên đàng một cách đầy ngạc nhiên, sung sướng, bỡ ngỡ. Một bên là dòng người đang lao xuống hỏa ngục mà cố gắng cưỡng lại một cách đầy đau đớn nhưng mà vô vọng vẫn lao xuống hỏa ngục. Và dưới bức tranh đó là nổi tiếng là của ông Michelangelo, ông ấy vẽ. Khi ông đang vẽ những bức tranh ở trên nhà nguyện giáo hoàng Sixtine đó thì ông Hồng Y trưởng ấn là ông Hồng Y Bajo, là MC của Đức Giáo Hoàng, Master of Ceremony, là gọi là Hồng Y trưởng ấn, Hồng Y trưởng nghi. Hồng Y trưởng nghi tức là phụ trách nghi lễ của Đức Giáo Hoàng, mới nói xấu, mới dèm pha với Đức Giáo Hoàng rằng Michelangelo vẽ cái bức tranh đó à, vẽ ở nhà hàng quán nhậu thì hợp, chứ còn vẽ nhà nguyện giáo hoàng coi bộ không hợp, nó mất sự thánh thiêng. Thế Michelangelo nghe thấy để đấy. Thế đến lúc ông vẽ cái ông thần trong địa ngục á, ông vẽ ông thần trong địa ngục á, ông lấy ngay mặt ông Hồng Y Bajo mới vẽ. Ông vẽ ông thần trong địa ngục, mà cái ông thần địa ngục đó là người cuối cùng trong địa ngục, mà ông vẽ trần chuồng để chim ra, mà cái chim ông đang bị con rắn ngậm. Các bác bây giờ ai có internet trên mạng có thể gõ cái bức tranh đó và thấy ngay. Thành ông Hồng Y Bajo đang cởi chuồng, chim bị con rắn ngậm. Em kể cái chi tiết này là mấy chị thích lắm. Thế xong là ông Hồng Y Bajo thấy thế vào kiện Đức Giáo Hoàng Paulo III. Bây giờ đấy, ngài xem, Đức Giáo Hoàng xem Michelangelo nó vẽ cái hình ông thần địa ngục mà nó lấy ngay mặt con đấy, mà nó vẽ con như vậy đó. Thế thì bây giờ làm sao? Thế Đức Giáo Hoàng Paulo mới nổi nghe bảo, ừ thì nhà ngươi nói, ta nghe ta biết vậy, chứ ngươi thấy đấy, liên quan đến địa ngục thì ta chả có quyền hành gì cả. Thế cho nên cái bức tranh đó ngày nay nó vẫn y con đấy. Vẽ cái cảnh thần địa ngục. Thật ra hơn 400 gương mặt đó là ông lấy những gương mặt thật của những người thật ở trong đời ông ấy gặp. Trong đó cái gương mặt của ông đó, cái gương mặt của ông Michelangelo đó là đại diện để lấy, ông đấy là ám chỉ là gương mặt của Thánh Bartolomeo Tông Đồ. Là ông vẽ trên cái hình đó là như một túm da, một cái miếng da có gương mặt người. Ông ấy nói là thánh nhân bị chịu tử đạo lột da. Thì thấy con rắn, thấy người cuối cùng địa ngục bên tay phải chưa? Dạ. Thấy con rắn đang ngập chim chưa? Dạ, đấy. Đấy là cái sự tích mà về nghệ thuật với lịch sử liên quan đến cái nhà nguyện giáo hoàng Sixtine. Rồi các bác biết đó là lúc nãy mình đứng ở trên cái quảng trường đó, cháu có nói với bác được là cái quảng trường đó mỗi lần cháu ra cháu rất thích. Cháu nhìn thấy cái quảng trường đó nó rất tuyệt vời. Tức là cái quảng trường với cái nhà thờ
thì giống như Chúa Giêsu đang đứng giang tay ra ôm mình vậy. Hai chân Chúa là cái con đường dẫn vào quảng trường. Hai cái hàng cột hai bên đó là hai tay Chúa đang giang ra ôm lấy mình đứng trong quảng trường. Còn người Chúa là cái nhà thờ, còn mặt Chúa là cái cupola, là cái chóp nhà thờ. Bác thấy hay không? Nhưng mà cái người làm cái quảng trường có hai tay đang ôm lấy mình đó, đó là Đức Giáo Hoàng Alexander thứ 7. Ngài làm Giáo Hoàng từ năm 1655 cho năm 1666, cứ 11 năm. Mà trước đó mấy chục năm truyền giáo ở Việt Nam. Việt Nam không có linh mục người Việt, không có giám mục coi sóc, và giáo hội không có phát triển lên được. Thế là nhờ cha Alexandros về Roma vận động, rồi cuối cùng ấy, nhờ đến Đức Giáo Hoàng Alexander thứ 7 lên ngôi cái, Ngài lập tức thành lập Giáo hội Việt Nam ngay. Và Giáo hội Việt Nam là giáo hội được thành lập đầu tiên ở bên châu Á. Và bổ nhiệm hai giám mục cho miền Nam là Lambert de Lamotte, cho miền Bắc là François Pauly, là giám mục đằng trong đằng ngoài. Năm 1958 bổ nhiệm hai giám mục, năm 1959 lập hai giáo phận. Và Ngài hậu thuẫn cái việc truyền giáo ở Việt Nam tối đa. Mà Việt Nam có cái hân hạnh là giáo hội đầu tiên thuộc tòa thánh ở Á Đông. Thời đó là các giáo hội khác như Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đều thuộc về Việt Nam hết. Tức là Việt Nam là giáo phận gốc của những giáo phận ở bên Trung Quốc hay là bên Hàn Quốc, hay bên Mã Lai, bên Thái Lan. Thế cái Đức Giáo Hoàng Alexander thứ 7 đó, Ngài rất giỏi. Ngài rất có tài quản trị. Ngài rất yêu mến Hội Thánh, rất yêu mến việc truyền giáo. Ngài cho làm cái quảng trường rất nghệ thuật đó. Cho nên mình ra đó mình thấy cái quảng trường nghệ thuật có tên Ngài đề ở trên đó. Có hai cánh tay đang ôm lấy Ngài, đang ôm lấy mình, là tay Chúa đó. Mình nhớ đến cái người đó có công với giáo hội Việt Nam mình. Một cái người đó đã đẻ ra giáo hội Việt Nam mình. Nếu không có cái Đức Giáo Hoàng đó, chưa chắc đã có mình có đạo như thế này hôm nay. Mình cảm ơn Ngài rất có tài quản trị giáo hội, mà cái lịch sử đời Ngài cũng rất hay. Ngài có vợ, có con đấy các bác ạ. Tức là lúc còn trẻ, Ngài ăn chơi. Thế bố mẹ gửi đi vùng xa để giữ danh dự cho gia đình, cũng như để cải tạo đương sự. Nhưng ở vùng xa, đương sự lại vẫn tiếp tục yêu thương và có con. Thế nhưng mà đương sự lại giỏi, nhanh nhẹn, tháo vát, làm việc tốt, sống dễ thương. Thế xong rồi có một hồng y trong triều lấy em gái đương sự. Các bác biết ngày xưa là cứ hễ cháu của Đức Giáo Hoàng được phong hồng y, mà các hồng y đó là hồng y giáo dân, hồng y đó vẫn có vợ, vẫn có con. Các bác hiểu không? Hồi đó là có các đẳng cấp hồng y thế này: hồng y giáo dân, hồng y phó tế, hồng y linh mục, hồng y giám mục. Thì có một vị hồng y giáo dân trong triều lại lấy em Ngài. Lấy em Ngài xong rồi ấy, lại thấy Ngài ấy lại được việc mà khéo léo, thế là đưa luôn Ngài vào trong triều đình giáo hoàng làm việc. Thế vào trong triều đình giáo hoàng làm việc thì Ngài tu tỉnh, Ngài làm việc tốt, Ngài phục vụ tốt, Ngài được mọi người thương mến, rồi Ngài được Đức Giáo Hoàng lại chọn phong làm hồng y. Rồi khi được phong làm hồng y rồi thì Ngài đến lúc bầu giáo hoàng thì người ta thấy Ngài tốt lại chọn Ngài làm giáo hoàng. Ở đây cho nên đấy, Chúa làm việc hay rồi. Cho nên mình có học Ngài là học cái đoạn sau chứ đoạn trước thì chớ. Đấy là cháu đang nói cha Đăng với cháu thôi. Nhưng mà thật ra cái đoạn trước cháu với cha Đăng có muốn học theo Ngài cũng chả đủ trình độ mà học. Đăng nhỉ? Không đủ trình độ. Mà bây giờ tòa thánh các Đức Giáo Hoàng sau Ngài, ngay các Đức Giáo Hoàng sau Ngài đã nhận hai người con của Ngài. Và chuyện đó trong sử sách tòa thánh, trong hồ sơ của tòa thánh lưu trữ giấy tờ hồ sơ đầy đủ hết, nhận như vậy. Và tòa thánh không phải ngại ngùng cái chuyện đó cả. Đúng Ngài trước đây là như vậy, nhưng bây giờ là như vậy. Đức Giáo Hoàng Alexander thứ 7. Nói chuyện ở Roma thì nó dài. Ở bên tay trái mình kia là cái Đại học Giáo Hoàng Anselmo, có cái con khác. Đại học Giáo Hoàng đó của dòng Việt Đức, chuyên dạy về phục vụ. Dòng Việt Đức trên đó, dòng Sito trên đó. Cái khu này có rất nhiều nhà dòng, nằm trên cái đỉnh đồi rất đẹp. Đây là mình đang đi đây, cái đại học đó là nằm phía tay trái mình đây. Cháu ở Roma, em ở Roma,
đi đây đó, thỉnh thoảng có gì họ thiên hạ cứ hỏi sao cha cô ta thế nào, em cứ nói thế này. Thật sự thưa các bác, cháu ở Ý sống trong nhà Ý, nói tiếng Ý, ăn cơm Ý, học chữ Ý mà không như không như Ý. Dứt khoát là không như Ý. Cha đang ở đây mấy năm có như Ý không? Không như Ý. Đấy, không biết như sao. Hồi nó vừa nói đó là lúc mà có nhiều người hỏi chứ là tại sao mà làm biết để học ở bên Ý thì có học tiếng Ý không? Mình nói nếu muốn học tiếng Ý lẹ đó thì về Bắc Kỳ, về họ mình bắt học. Thế tại sao? Tại mình bắt họ để nói chứ họ quảng cáo là học tiếng Lào nói tiếng Ý. Tuy nhiên là họ nói là học tiếng nào nói tiếng ấy. Đó là mà người Bắc thì họ nói cho là học tiếng Lào nói tiếng Ý. Ôi trời ơi, học tiếng Lào mà nói tiếng Ý thôi. Đang có ở đây học mấy năm đấy cháu, đại khái là vậy. Nhưng mà nhưng mà cháu tin rằng các bác mà đi hành hương với cha Đăng, hành hương năm thánh lòng Chúa thương xót này, tới Roma, tới Do Thái, tới Giordano rồi đi về Mỹ, dù các bác chỉ đến Ý có một tuần thôi, không ở Ý lâu, không ăn cơm Ý, không nói tiếng Ý, nhưng mà cháu tin rằng các bác sẽ được như Ý. Hay là như vậy. Cháu thì cháu nói chuyện là nói xấu các cha tí, thực sự các bác cứ thần thánh hóa các cha chứ. Ngay cả Đức Giáo Hoàng cũng là con người, cũng vẫn có tính người. Cũng cháu đây là linh mục cũng vẫn có tính người. À, cũng nhiều khi mình thấy mình cũng bê bối, cũng tội lỗi. Nhiều khi thấy giáo dân đạo đức quá mình cũng thèm. Thực sự mà, thực sự thì ví dụ như thấy các bác tượng mà ngồi đọc kinh lần hạt nó dài quá, lâu quá, hoặc là vừa coi các cháu mà vừa đọc kinh lần hạt nó bắt các cháu làm lần hạt cho mình cũng thèm. Mình không có cái lòng đạo đức được như vậy. Đấy, nó khổ thế. Cái lòng đạo đức không phải cứ đi tu mà có. Cái đấy không phải là đạo đức đâu, mà thay vì tu chúng nó ngủ đạo đức. Không biết bài gì để ru nha, lo năm tuổi ra đọc rồi. Đó là trong cứ lên trường nó bảo bà đọc kinh đi. Thế là bà quay là bà đọc. Bà kinh chơi cháy ngủ. Cho nó các cha này cháu từ nhiều khi nước cũng đây này, cháu nói xấu các cha này. Cháu có ở cha quê ở Phát Diệm, cháu ở giáo xứ chỉ chính là cha Phạm Ân Quỳnh. Thế ngài tu ở Hà Nội cháu, rồi ngài về Hải Phòng làm việc. Cái lúc đang ở Hà Nội thì ngày mặc áo dòng đi sức dầu, cái đi qua cái trường học Thánh An Tôn ở cổng nhà xứ. Cái trường đó thì lúc đó nhà nước nó tịch thu, nó làm sân kho hợp tác xã. Thế xong rồi nó tụ họp dân, nó học tập chính trị. Thế thấy cha mặc áo dòng đi sức dầu đi qua, thế là nó nói xấu cha. Một chị công an mới nói xấu này, tu mới trả tác, cái áo không làm nên thầy tu, lột trần ra ai cũng như ai. Chửi thế mới độc chứ. Tại vì toàn dùng ca dao tục ngữ không. Đúng là cái áo không làm nên thầy tu thật. Đúng là lột trần ra ai cũng như ai thôi. Thế cha nghe thấy bị sỉ nhục vậy, cha mới quay lại, cha nói thưa bà con, chị nữ cán bộ công an vừa nói gì bà con nghe không? Chị nói rằng tu mới trả tác, cái áo không làm nên thầy tu, lột trần ra ai cũng như ai. Vậy thưa bà con, thưa chị nữ cán bộ, trước mặt bà con ở đây tôi đề nghị chị nữ cán bộ lột trần ra và tôi lột trần ra xem chị có giống tôi không. Đây là cái các bác có xem cái phim Ben Hur không? Đây là cái trường đua ngựa Maximo, nơi mà ngày xưa đế quốc Roma tổ chức các cuộc đua ngựa như trong phim Ben Hur. Đây nó chỗ ngồi có thể ngồi được 500.000 chỗ. Bây giờ mỗi khi tòa thánh có lễ lớn là tòa thánh chính phủ Ý với tòa thánh bắt các màn hình lớn ở đây cho người ngồi ở hai bên với ở giữa để xem thông công từ xa. Bên kia là lầu đài cung điện của đế quốc Roma cổ đại, xây dựng từ trên dưới 2.000 năm nay còn sót lại. Ở ngay cái chỗ cũng vừa rồi chúng ta nói Massimo đó, chúng ta tế Colosseo là cái nơi mà các thánh tử đạo cũng nhiều, thì chỗ này còn giết nhiều người hơn là ở ngày tại Colosseo nữa. Chỗ này là ngày xưa là họ giết rất là nhiều.
Pháp, các bác thấy cái trường đua vẫn còn hình trường đua chưa? Hai bên nó cao làm khán đài ngồi. Lối này là đi ra cái sân bay nhỏ của Roma, Campino. Đấy các bác thấy các cha nhà cháu à? Cũng vậy thôi. Đôi khi cũng phải cũng có một tí là gọi là đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Nếu mà không có vậy á, là nếu mà cha Quynh mà ngài không làm vậy á, là cái đám nữ cán bộ cộng sản, nam cán bộ cộng sản nó cũng lấn tới, càng ngày nó càng lấn tới. Sống với cộng sản nó các đấng nó dạy cháu một điều, đó là đối với cộng sản mình phải có lý dám lì dám liều, lý lì liều. Nếu dẫn lý lì liều thì cộng sản nó không lấn, nếu nó thì cộng sản nó lùi, nếu nó không lùi nó cũng không lấn. Còn nếu không lý, không lì, không liều, nó sẽ lấn. Nó lấn một lần, nó sẽ lấn mãi. Cho nên dù chuyện lớn, chuyện bé, ngay từ đầu mình phải có lý. Lý là thế nào? Lý là đại khái như vậy. Như cha Quynh cha vừa lý luận đấy. Nói chuyện có cha Duyệt ở giáo phận Vinh, trước ngày coi cái sứ đẹp lắm. Giống như tòa thánh Vatican, sứ Bảo Nham. Ở đây có ai ở Vinh không? Giáo phận Vinh. Thế năm 2000 cháu vào dạy cho các thầy vào nhà tập ở Cửa Lò, xong cháu đi thăm. Thế xong có cha bảo, ôi cha Duyệt cứng tướng mà không sao. Cộng sản nó bắt nhiều thầy nhiều cha trước đi tù rồi, cộng sản nó làm khó dễ đạo. Thế xong đến lúc ngài được đi coi sứ, ngài làm cái ai ở Việt Nam thì biết là nhà sứ với nhà thờ nó liền nhau. Và thường có một bức tường, có cái cổng đi ra vào, có cái vườn chung. Thế ngài làm cái nhà vệ sinh kiểu cộng sản. Cái nhà vệ sinh kiểu cộng sản là chỉ làm xây tường ba mặt mà không có mái che, mà có cửa ra vào mà không có bao giờ có cạnh. Có lối vào mà không bao giờ có cửa. Mà thường xây bằng gạch chát hồ thôi. Mà đứng ở bên trong đi vệ sinh thì bên ngoài nhìn nào vẫn thấy đầu. Thế ngài làm cái nhà vệ sinh như vậy. Một cái từ phía nhà sứ đi ra, một lối cho người dân đến nhà thờ, từ phía nhà thờ đi vào trong vườn. Xong ngài sơn ngài bằng vôi trắng trên tường là độc lập, tự do, hạnh phúc. Tức là ngài lấy cái tiêu ngữ quốc gia của chế độ cộng sản viết lên nhà vệ sinh, cái chữ độc lập, tự do, hạnh phúc. Thế công an nó vào nó hỏi tội ngài, tại sao linh mục lại dám lấy tiêu ngữ quốc gia viết lên nhà vệ sinh, lại sỉ nhục quốc thể như vậy. Thế ngài mới chửi chứ, anh là công an mà ngu lắm, tôi không viết thế thì anh bảo tôi viết thế nào. Cái nhà vệ sinh là cái ô này của nhà vệ sinh, tôi từ nhà xứ này đi ra chỉ có một mình tôi được vào đó dùng, thì tôi phải viết là độc lập. Chả viết là độc lập thì viết là cái gì? Độc lập chữ Nho có nghĩa là đứng một mình. Còn cái nửa kia của nhà vệ sinh dành cho tất cả mọi người đến đây đi lễ nhà thờ, cho cả người ngoài đường nữa. Họ muốn đi thì họ vào họ đi. Thì tôi phải viết là tự do chứ. Chả viết là tự do thì viết là cái gì? Còn nếu đã đi vào đó rồi, mọi người tôi cả anh nữa đã đi vào đó rồi đi xong thì mình không hạnh phúc thì là cái gì? Vậy thì tôi chả biết là độc lập tự do hạnh phúc thì biết là cái gì? Cái lần đầu tiên cháu sang bên Mỹ đến Washington kiểm tra các thực sự xong, lăn tay xong rồi. Thế thằng cảnh sát nó hỏi mình, do you have any food? Mình nghe nó ra vậy, mình mới chửi tục trong bụng, mẹ mày chứ sao mày hỏi giờ người vậy, tao không có chân làm sao tao đến đây. Thực sự là cháu chửi tục trong bụng luôn. Không nhớ cháu lại nói chứ không. Nhưng mà thằng này nó không dở người vậy. Có lẽ là mình nghĩ dở người chứ còn chắc là nó không hỏi dở người đâu. Chắc là cái phút này nó có cái ý nghĩa gì khác. Thế xong mình nghĩ một hồi rồi, tao nhớ rồi, cái phút chữ T ấy là thức ăn, còn cái phút chữ T ấy là cái chân. À vậy là có lẽ thằng này nó hỏi mình có mang thức ăn không đây. À thế mình bảo no. Nó đang định nó đi tìm người thông dịch thì mình bảo no, I have a movie. Nó bảo that's okay, you are welcome. Thế là mình đi bán đúng.
Thật sự là cháu nói thục trong bụng là có Chúa làm gì. Nó chửi nó, mà về sau biết là nó chửi nó ngoan. Không phải nó giở người mà mình giở người. Thế cái lần cháu ở Hà Nội có ông thầy người Tân Tây Lan, New Zealand. Ông ấy sang Hà Nội đi thăm anh em. Mà trong nhà thì có mỗi trang phục là nói tiếng Anh giỏi thì ngài đi vắng. Còn lại ấy, dưới sau đó thì chỉ có cháu nói bập bẹ được vài câu. Rồi phải dẫn ông đi tham quan miền Bắc, rồi dẫn ông đi thăm Hà Nội. Rất ra khỏi cửa nhà dòng một đoạn đến cái chỗ mà đài tưởng niệm chiến tranh máy bay B-52 của Mỹ bỏ xuống Hà Nội, nó bỏ bom Hà Nội, chết mấy trăm người. Thế nhờ Cộng sản nó tịch thu cái phần đất của nhà dòng ở chỗ đó, nó xây một cái đài tưởng niệm ở chỗ đó. Nó gọi là bia căm thù. Thế xong mình dẫn ông thầy đến bảo chứ brother, here, mình biết không có dịch bia căm thù chứ. Brother, here, this land before was belong to our community. But then American and Vietnamese are pang pang and people were die here. Ông bắn tay là ông hiểu. Không, that's okay, I see. Cháu nói đúng là cháu tiếng Anh chỉ nói được vài câu mà cháu phát âm nó không có trúng. Tức là mình biết cái chữ viết như vậy nhưng mình không biết người ta nói nó thế nào và mình cũng không biết là phát âm nó thế nào. Chưa tới giờ đâu, chưa tới lớp con trai. Xong đi đoạn sang cái tu viện dòng Saint Paul. Dòng Saint Paul de Chartres là cái dòng Saint Paul mà nó có ở Đà Nẵng với ở đường Cường Để Sài Gòn đó các bác. Cái dòng Saint Paul de Chartres ở Hà Nội nó có cái tu viện rất to đẹp và họ làm cái bệnh viện rất lớn. Thế nhưng mà nhà nước sau đó tịch thu, thì nhà nước làm cái bệnh viện gọi là bệnh viện phụ sản trung ương, giống như bệnh viện Từ Dũ ở Sài Gòn đấy, gọi là bệnh viện phụ sản trung ương. Nhưng mà ở giữa thì vẫn có thánh Phaolô, cái tượng thánh Phaolô giữa sân họ vẫn để, nhưng họ xây tường đào sắt chung quanh không cho ai vào. Mình đến dẫn ông thầy nó cách nhà thờ mình khoảng cây, trên cái phố kêu là phố Hàng Bột, phố Hàng Bột bây giờ nó kêu là phố Tôn Đức Thắng. Mới vào thầy, brother, here. Before was belong to sister. Mà bây giờ đến bây giờ nó thành bệnh viện phụ sản, mình chả biết bệnh viện phụ sản nó gọi là cái gì. But there, but now the government confiscated this hospital, and now here, men and women, tăng tăng and baby were born here. Không thầy nói ai gì? Miền Bắc cái ảnh hưởng cái ngôn ngữ chiến tranh, trên cái gì cũng bắt. Nói thế anh nói là and baby were born here, thế ông hiểu. Quay đầu tới rồi, tới rồi, tới đâu, tới hôm theo rồi. Ở sao rồi, chỗ này về khách sạn gần nhỉ? Hôm bữa cha đang nói là đi lễ của mẹ Teresa phải mang tả, mà tối nay phải mang tả mới đấy. Là đang nói chuyện ngoại ngữ đấy bác, đang nói chuyện ngoại ngữ. Cháu nói sinh tồn thật là cháu nói tiếng ngoại ngữ nó dở người lắm.